lại đồ. Chị thôi. Nó ra lấy đồ đi em. Có đưa tiền không? Mẹ đi vào quá, tôi chỉ để thuận nó đi đặt chút. Cái là đưa mấy tiền? Không, em đưa đồ cho họ. Đồ cho họ. Nó thuận kêu ai đi, kêu ai cầm cái anh Huệ đồ đi. Thuận ơi, kêu Hà hoặc Huệ cầm máy dùm cái để ngoan. Đồ để ý đi đi. Đứng ngoài rồi phải không? Đợi xíu ngay.
Bueno. Bây giờ mình thua keo à? Chị Long em đi mua áp với lên nha chị Long. Mình đầu từ qua tới nhà nó mà rất thiệt đó. Thôi, ấn một lần là ta ứng luôn rồi.
bơ không thì được. Bơ không mà một ly nó phải ăn chung với ai vậy? Ăn mình. Mình tự nhiên tục kinh ra chính thì mình đi phù hai cái phù ai gì thế cũng tục mà cũng đỡ nên nậu kinh nên thảm hại luôn sao lại vậy. Thank you.
Trả là được thôi, nhưng mà dùng cũng được mà đúng không? Hay là mình chưa biết sử dụng ta, chưa thích ta. Chứ mà lon thử.
chán lắm à. Sao trả là thì đổi gì? Không có cơ rứa đâu. Sao đổ là hết luôn. Sao để chị đóng cái thùng hàng nó chị trả lại luôn. Ừ.